Bueno, các bạn xem xe giá rẻ dưới 100 triệu, Kia Ceres Pride, máy chạy ngon đấy nhỉ. Điều hòa không chạy, chưa bật lốc nó chưa chạy. Xe khá đơn giản để sửa chữa. Bốn máy rồi các bạn, lốc điều hòa rất to, nói chung xe đơn giản. Mọi các chức năng đều chạy hết ạ. Nút khẩn cấp bấm ở đây. Đây là cái chức năng gạt. Ở đây là gió trong này, đây là gió ngoài. Đấy. Đây là các chế độ lấy gió. Sẽ bật điều hòa. Lạnh. Xe khá đơn giản. Chuyển điện này. Xe rất ít tiền nhưng mọi cái đều vẫn hoạt động tốt, phù hợp cho các bạn đi tập lái. Ceres Pride Susan mấy chục triệu mà chiếc xe đi ngay gì đâu. À, đằng sau quay tay. Quay tay vận may sẽ đến. Hơi dơ nhưng mà nó răng đúc. Kia Ceres Pride. Máy móc sao đâu? Con này vành thay à? Vành đĩa. Đĩa trước. Vành sau là vành cơ ấy. Máy này đơn giản nè. Rửa kính này. Ôn. Quỳ. Két nước. Két nước này. Dùng một quạt này. Điều hòa. Đây điều hòa các bạn. Thank you.
chung một chiếc xe đơn giản Kia CD Pride. Con này thân vỏ rất là chắc chắn, chưa có hiện tượng mục nát gì cả. Thân vỏ còn ngon hơn những dòng Matiz ngày xưa rất nhiều. 29S7061 để camera luôn. Cốp xe xa 5 cấp 12345R. Xem số có nhãn. Không nhãn lắm ạ. Rất chặt. Nói chung là xe đời nó cũng không phải cao, nhưng mà nhìn chung chiếc này ngon, các tính năng khác đều hoạt động tốt. Đang báo hết xăng. Tắp lô. Xe điều hòa cơ hết. Cái này vẫn rất là chắc chắn ạ. Đầm ấy. Cửa nó kia là chưa bị mục này. Phao chỉ vẫn còn ngon. Bản này cũng vậy. Chiếc này hợp tái vẫn ngon. Cửa chắc lịch. Cửa sau. Đây là khóa cửa, khóa chưa còn. Tiền chỉ có vài chục triệu nhưng mà ngon hơn SH nhiều. Đi lắng cứ đỡ lắng mưa. Cửa kia chung là thân vỏ còn ngon, trần chìa khóa xăng mà mở chìa khóa riêng luôn. CD Pride, chiếc xe vuông vắn. Con này vỏ ngon lắm nhỉ. Hầu như không mục mấy, hầu như không có vết mục luôn. Xe vẫn đang trong quá trình sửa chữa một số cái và có đồ vớt trong.
quay xong các bạn chiếc xe Kia Sebrae. Nếu các bạn thấy hay hãy ấn like cho em và ấn chia sẻ để hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.